quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về đường ngoại giao. Đường ngoại giao là đường dành cho những người mà kinh doanh giỏi nè, mà kinh doanh mà giống như người ta lên một cái bậc cao nữa, là người ta giao dịch đó, giống như là người ta làm những cái chuyện mà về giấy tờ đó, là người ta kiếm tiền rất là khá, rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay á, thì mình có cái đường mà ngoại giao á, thì bây giờ tất cả những cái cửa hàng, những cái công ty đã tạm thời là coi như là đã dừng muốn gần hết rồi, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì mình có cái đường ngoại giao này thì mình cũng tốt vậy, đúng không quý cô chú anh chị em? Là mình giỏi giang nè, rồi mình bắt kịp cái thời cơ nè. Tức là cái thời này mình cần làm cái gì? Mình cần làm trong những cái việc như là ngồi nhà mà gõ bàn phím để giao dịch, để kiếm tiền, rồi để cũng như là mình có cái đường này là mình quan hệ xã hội rất là tốt, quan hệ bạn bè nè, rồi giao tiếp nè. Tự nhiên mình có cái đường này là mình có những cái lời ăn tiếng nói nó rất là mềm mại, ngọt ngào. Cũng như là bình thường á, mình không có cái đường này nè thì như thế nào? Mình nói chuyện á, mình giao dịch á, tất cả những gì cái tự nhiên người ta không có tin tưởng mình, rồi mình đâu có làm được, đâu có kiếm tiền được, đúng không quý cô chú anh chị em? Mà nó hay cái chỗ là khi mình có những cái đường chỉ tay may mắn, những cái đường chỉ tay mà nó đúng vô một cái hệ giao dịch rồi á, thì coi như là dù trong hoàn cảnh nào, dù cho cửa hàng mình có đóng cửa đi nữa, mình cũng bán online, hoặc là mình bán qua giao dịch trên mạng, đúng không quý cô chú anh chị em, mình cũng vẫn kiếm tiền như thường. Tại vì cái người này họ rất là giỏi giang và họ rất là nhanh nhẹn đó. Tại vì một đường định mệnh từ giữa lòng bàn tay đi thẳng lên gò thổ tinh, rồi xong có một đường đi thẳng lên gò thủy tinh đó. Lên gò thủy tinh này á là nói về gò doanh nhân, gò thương mại, gò làm ăn mua bán, về cái tài vận thương mại, đúng không quý cô chú anh chị em? Mà cái định mệnh nó dính liền vô cái thương mại, vô cái công danh sự nghiệp, vô cái buôn bán làm ăn, thì cái đường này là một cái đường xã giao rất là tốt. Cái đường giao dịch giống như là mình chỉ cần mình mở miệng ra thôi là tự nhiên khách hàng người ta hả tin tưởng mình, người ta đặt hàng mình. Từ chỗ đó nên á, người này á, người ta làm ăn càng ngày càng khấm khá, mà người ta rất là nhanh nhẹn nha. Nếu mà có cái đường này là rất là nhanh nhẹn nha quý cô chú anh chị em nha. Giống như là thời nào người ta cũng làm được hết á. Giống như cái thời này á, thì dù cho cửa hàng mà có đóng cửa hết đi thì bắt đầu người ta sẽ hả xây qua, người ta hả buôn bán online liền à, rồi người ta bán gửi qua, họ gửi hàng qua bưu điện, gửi hàng qua cũng như là shipper ship tới nhà, đồ tất cả những gì người ta nhanh, rất là nhanh nhẹn. Hoặc là người ta đang bán một cái mặt hàng này, đúng không quý cô chú anh chị em, mà cái mặt hàng này bây giờ, hiện tại bây giờ thị trường nó đang chao đảo, nó đang không có cần thiết, đúng không? Không có cần thiết rồi, giờ không lẽ mình đóng cửa mình bỏ không mà rồi mình ngủ. Có nhiều có rất là nhiều người hiện nay á, coi như là đóng cửa là coi như ngủ luôn, không biết làm gì đó quý cô chú anh chị em. Nhưng mà nếu như mình có cái đường này á là mình không bao giờ mình đóng cửa ngủ đâu quý cô chú anh chị em. Mình sẽ suy nghĩ ra là mình sang một trang khác liền. Tại vì cái người này á, bình thường người ta rất là giỏi giang, người ta rất là giỏi giang mà người ta cộng được may mắn trong cái kinh doanh sự nghiệp của người ta nữa. Tại vì cái đường sự nghiệp mà nó dính vô cái đường kinh doanh mà làm sao mà không hả giỏi giang, không thành đạt cao. Đã có cái đường này rồi là không bao giờ mà sợ mà giống như là mình trắng tay hết á.
Tại vì cái đường này là không phải là cái đường công ăn việc làm nha quý cô chú anh chị em nha. Cái đường này đừng nói là giống như cái đường mình mình đi làm việc được, hoặc là mình thất nghiệp hay không thất nghiệp. Cái đường này là nói cái sự giỏi giang của cái người kinh doanh, cái người xã giao, cái người giống như là quan hệ tốt trong xã hội, giống như là bình thường họ có một cái giao dịch ở mạng xã hội rất là tốt, cho nên khi mà họ mà gặp những cái chuyện mà làm ăn nào đó mà giống như là nó hơi mà xấu xa một chút xíu á, thì họ bắt đầu họ trở tay rất là giỏi, họ trở liền luôn, họ quay qua họ trở lại những cái mặt hàng họ làm rất là giỏi luôn. Tại vì cái người này đầu óc người ta gọi là linh hoạt đó quý cô chú anh chị em, đầu óc rất là nhanh nhẹn. Mà bây giờ á, nói thật nha, mình cũng phải hả, dù mình không có cái đường này, mình cũng phải luyện cái đầu óc mình rất là nhanh nhẹn nữa quý cô chú anh chị em. Tự vì không nhanh là không có được, không nhanh là coi như là cái thời buổi này là mình rất khó kiếm tiền đó quý cô chú anh chị em. Cho nên nếu như mình có cái đường này mà chưa có được đậm lắm, là mình biết là cái sự may mắn mình chưa tới đúng không? Thì mình luyện cái nhanh nhẹn của mình trước tiên đi, rồi mình luyện cái nhanh nhẹn của mình á, là cái đầu óc mình càng nhanh thì cái đường chỉ tay càng chạy đậm đó, càng chạy đậm thì lúc này á là mình suy nghĩ ra cái cách làm ăn mới lạ, đúng không quý cô chú anh chị em? Cách làm ăn mới lạ hiện nay á là giống như là mình không có trực tiếp để bán hàng nè. Rồi mình không có trực tiếp đi gặp người để giao dịch nè, mà người ta có cái cách khác, tức là cái cách gì, cái cách người ta ha, giống như là qua internet nè, rồi qua điện thoại ha, rồi qua bàn phím, đúng không quý cô chú anh chị em? Tại vì cái người này á là nếu như á mà bình thường ha, mà cái thời mà tới đó ha, vận may mà tới á, là người này người ta mở cái gì là thành công cái đó đó quý cô chú anh chị em. Mà thường thường những cái người có cái đường chỉ tay á, ngoại giao như thế này á, là cái tướng tay của người ta hả, rất là nổi cộm luôn, nổi tất cả các gò nổi rất là cao, mà tướng tay hồng hào, nhất là cái gò kim tinh là nó nổi thật là cộm luôn quý cô chú anh chị em nha. Chứ không phải như cái bàn tay của Tuyết Vàng vậy đâu, không có nổi gì hết trơn, nổi có chút xíu thôi. Đây là nổi chút xíu là đủ ấm no hạnh phúc nha quý cô chú anh chị em nha. Chứ cái này không, bàn tay Tuyết Vàng không thể nào mà tỷ phú giàu được, bàn tay này là thoát nghèo thôi. Tiết già để cái bàn tay là để cũng như là làm mẫu thôi, chứ tại vì hiện tại giờ chưa có cái bàn tay nào mà để nổi cái gò lên nè, đó nổi gấp đôi này luôn nha quý cô chú anh chị em, gấp đôi luôn cái gò kim tinh, cũng như nổi cộm lên vậy nè. Tại vì có lần á, Tiết già nhìn trên tivi những người mà danh nhân nổi tiếng á, Tiết già hay lén nhìn người ta lắm. Những cái bàn tay khi người ta khoát tay, người ta vuốt tóc, người ta làm những cái động tác là Tiết già dõi theo. Không có ngờ là trời ơi, nó nổi lên nó rất là cao cái bàn tay á. Ở trong lòng bàn tay nha quý cô chú anh chị em nha, trong lòng bàn tay nó nổi những cái cục thịt mà nó nhìn như là cái cục thịt dư vậy đó. Đó là cái, đó là những cái bàn tay người ta nắm được doanh nghiệp, người ta đã nắm được sự nghiệp, mà ta nắm sự nghiệp mà ta nắm gọi là rất là bền nữa, chứ không phải mà người ta nắm sự nghiệp giống như là năm bảy năm. Cho nên mình rất là cần cái đường chỉ tay ngoại giao để mình có một cái sự nhạy bén nè, rồi có cái sự may mắn. Nếu như mình có cái đường này đậm đẹp lên là tự nhiên mình có cái sự giỏi giang, mình có cái sự may mắn thiên phú trời cho. Mình không có cần mà phải lo cái gì mà xa xôi hết. Cái người này người ta suy nghĩ ra cái tự nhiên cái là người ta làm được có tiền liền hả quý cô chú anh chị em. Đó, Tiết già cũng rất là mong mỏi cho quý cô chú anh chị em, trong cái con em gia đình mình ai cũng phải hả có những cái đường may mắn, những đường chỉ tay tốt đẹp để gửi đến quý cô chú anh chị em, để mong rằng quý cô chú anh chị em sống hạnh phúc nè, ấm no nè, vui tươi nè. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.